Chào mừng các bạn đến với phim nói về hành động nấu nước lên nhiệt độ 100 Dune Phim này kể về vùng đất hay là hành tinh tên là Arrakis My ass. nhưng mà cái tên Arakis là do người ở chỗ khác đến đặt còn người bản địa ở đây gọi hành tinh này là Dun vì thế nên tên phim là Dun ở trên Dun thì có rất ít nước nhưng mà lại có rất nhiều gia vị hay còn gọi là spice nhưng mà trong phim thì mọi người gọi nó là hương dược trong nó như bột cà ri nhưng mà nó có vị quế và ăn nó bằng mũi ai trong đế chế nhân loại này thì cũng thích cái thứ này vì một là dùng nó phê và hai là không hít nó thì không thể du hành vũ trụ được nó kiểu là dầu mỏ của cái thế giới này ấy. thế nên là ai cũng tranh nhau để chiếm quyền kiểm soát để có ảnh hưởng các thứ bla bla nói chung là chính trị and cái thứ khai thác hương dược mang đi bán thì sẽ giàu bằng 1 tỷ Elon Musk cộng lại người bản địa ở Arakis thì gọi là Fremen thì chắc là ông tác giả muốn thể hiện người ở đây là những người tự do nên đặt là Fremen cho gần giống Freeman chắc thế người Fremen thì đánh nhau giỏi nhưng mà không giỏi bằng nhân vật chính họ sống trong môi trường hương dược nên là màu mắt xanh như mắt mèo và đánh nhau thì không ngán bố con thằng nào trừ xe tăng Panzer của Đức tại vì mấy cái đấy khá khỏe đấy. Phim này là kiểu Game of Thrones phiên bản vũ trụ ấy. có hoàng đế này, nhà Atreides là chính diện trong phim, đánh nhau giỏi nhưng mà vẫn bị ám sát gần như là hẹo hết. Đứng đầu nhà Atreides là Moon Knight. ông này tên là Lệ Tổ và vì quá chính trực điều hành mọi thứ bằng trái tim nên là hoàng đế ở vũ trụ này kiểu nè không được làm thế. Thế là hoàng đế muốn tiêu diệt nhà Atreides thì vì ảnh hưởng của gia tộc này đang quá lớn và trong mắt Leto thì có sự bất tuân, cái bà này đã nói thế. Nhưng mà hoàng đế thì không thể kiểu tự sai quân mình đi đánh nhau được vì như thế thì ông sẽ gây ra những cái sự rất lờ mau cho mình thế nên là hoàng đế phải mượn tay những người khác để tiêu diệt nhà Atreides và xin giới thiệu gia tộc Harkonnen nhà Harkonnen để hiểu rất mạnh và toàn người chọc đầu ông ấy thậm chí còn cạo luôn lông mày đi cho chọc hẳn nhưng mà tay này khá kinh đấy nhà Harkonnen thì đã kiểm soát Arrakis suốt 80 năm nay và giàu vờ lờ vì múc hương dược mang đi bán mà đang giàu thế mà tự dưng có thằng khác đến tranh của mình thì tức lắm đúng không đúng rồi hoàng đế muốn tiêu diệt nhà Atreides bằng cách là trao lại quyền kiểm soát hành tinh Arrakis cho nhà Atreides để nhà Harkonnen tức và tiến hành trả thù thì đúng là nhà ha tức thật xong rồi thông đồng với người của hoàng đế và trả thù thật nhà atreides thì không đỡ nổi tại vì có cả thù ngoài giặc trong giặc trong thì là cái ông bác sĩ này vợ ông này bị nhà ha bắt nên là để được đoàn tụ với vợ thì ông này đã phá hoại tuyến phòng thủ và bắn ngất lệ tổ nói chung là nhà atreides có như tèo nhưng mà nhà atreides không tèo tại vì còn có paul atreides thì đây mới là nhân vật chính và cái phim đun này là về hành trình của po trở thành bá chủ vũ trụ các thứ trả thù cho bố po thì là con trai của bố po nhưng mà cũng là con trai của mẹ po mẹ paul là jessica không phải là cái bà học giỏi hóa mà là cái bà này bà này thuộc hội Bene Gesserit một hội có năng lực tâm linh tôn giáo các thứ mà tôi khá chắc là viết lái lái đi của Telekinesis thì cái hội này đã theo đuổi một kế hoạch suốt 10.000 năm là phối giống giữa các cá nhân trong vũ trụ để sinh ra cái ông Kiswat Haderach gì đấy ông này là kiểu đấng cứu thế vũ trụ nhìn trước được tương lai nhìn về quá khứ đều được Kiswat Haderach nghĩa là làm ngắn con đường thì chắc là con đường đến niết bàn hay là đắc đạo gì đấy thì mẹ Jessica lẽ ra phải để con gái với công tước Leto để sau này con gái bà cưới cái ông cạo lung máy kia để để ra key squad HD Rock kế hoạch này thì khá loạn luân đấy tại vì là Jessica là con gái của ông hai con nen này cái này là spoil nhá tại vì đến phần 2 mọi người mới biết cái thông tin này Ông phê này gọi Jessica bằng cô gì bác gì đấy Nói chung là tôi cũng chưa biết, chưa đọc chuyện thì Nói chung là cái hội này muốn hai đứa anh em họ lấy nhau để cứu vũ trụ Or some shit. Cơ mà, vì Jessica yêu Lê Tô quá nên đã làm trái lệnh của bà mẹ Trí Tôn Tức là CEO của cái hội Bene Gesserit thì đấy Jessica đẻ ra con trai thay vì con gái Thì tôi không rõ là yêu đương thì liên quan gì đến việc đẻ con trai Thì chắc là không yêu thì mới đẻ con gái à Thì anh em nào đọc sách thì giải thích hội tôi pháp Anyway, mặc dù thế nhưng mà Jessica vẫn dạy thằng con trai mình như một đấng cứu thế thật Mẹ chị Tôn biết thế thì hết sức không hài tại vì kế hoạch mấy thiên niên kỷ bị cái đứa mê trai phá hỏng, cơ mà giờ thì chịu thôi. mong là những gì mà Jessica dự liệu là đúng để Paul có thể trở thành đứng cứu thế thật. Cái hội Bene Gesserit này có một cái năng lực là The Voice, không phải của Thi Hát đâu, mà nó là dùng giọng sai khiến người khác được, cơ mà phải nói nghe nó quỷ quỷ một tí thì mới được như này này. Đấy, bối cảnh là thế Giờ thì vào phim Ai à đâu, từ từ Thôi giải thích rồi thì giải thích hết các khái niệm đi Còn một khái niệm nữa là Lisan Agaib Thì đây là một khái niệm của người Fremen Có nghĩa là tiếng nói từ thế giới bên ngoài Nghĩa là tộc Fremen tin rằng là Có một người không thuộc tộc Fremen sẽ đến Và giải cứu họ khỏi những kẻ đàn áp Thì rõ ràng là họ chưa biết về đường lối cách mạng của đảng Muốn giải phóng thì phải tự mình giải phóng Nhưng cái hay ở đây là niềm tin của người Fremen Thì lại được chính các Bene Gesserit Tiêm vào từ lâu để dễ bề thao túng khi có chuyện xảy ra. Lisan Agaib thì còn được gọi là Madi tức là người sẽ dẫn chúng ta tới thiên đàng thì tiếng Fremen chính ra cũng sức tích phết mỗi cái từ này mà được mấy từ hoặc cũng có thể hiểu là người ban nước Người Fremen chắc là thích khái niệm này Tại vì đun toàn cát, thiếu nước vừa lờ Nên là ai mang nước đến cho họ thì họ thờ bằng chết thì thôi ấy đấy là sơ qua về bối cảnh của phim Giờ thì là các tình tiết chính trong phim Năm 10.191 Ở một hành tinh xung quanh toàn là nước Tên là Caladang, quê của Paul Atreides Thì Paul được mẹ gọi dậy ăn sáng Trong bữa sáng, mẹ Jessica bắt Paul luyện tập The Voice Paul suýt điều khiển được mẹ mình đưa cho cốc nước Cứ mà mỗi tội do dậy thì chưa xong nên giọng vẫn còn yếu Đêm qua thì Paul còn mơ thấy gái Lại còn là cái bọn con gái sa mạc mắt xanh da ngăm người yêu của người nhện thế là tinh thần của po hơi bất ổn mẹ chấn an po bảo là mơ thấy gái là điều rất bình thường ở một cậu trai khỏe mạnh 16 tuổi ăn sáng xong hai mẹ con ai về phòng người đấy để chờ bố công tước lê tô gọi ra đón khách là sứ giả của hoàng đế đến gửi chiếu chỉ trong lúc về phòng thay đồ thì Paul lên google tra thêm thông tin về hành tinh cát và tập người fremen sống giữa sa mạc với đôi mắt xanh và làn da ngăm đồng thời là fan mu tại vì là còn phải đeo máy thở sau đấy thì sứ giả của hoàng đế loài người đến thông báo rằng gia tộc Atreides phải đến ngay các cửa hàng của Cellphone vào đầu tháng 5 này và chỉ cần tiêu 4,5 triệu để sắm một chiếc Nubia Neo 2 5G. Smartphone gaming giá rẻ mới ra mắt dành cho Po và các học sinh sinh viên với pin tận 6.000 mAh, sạc nhanh 33W không lo sập nguồn, màn hình 6,72 inch to như con sâu cát, Full HD cộng và 120Hz giúp thao tác mượt mà và phản hồi tức thì, chip Usonic T820 mạnh mẽ, 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong, mặt lưng cực kỳ gaming, thậm chí có cả nút trigger để chơi game cho nó sướng. Và Cellphone đang có chương trình bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng hỗ trợ trả góp không lãi suất các bạn có thể đến 120 cửa hàng của Sephora hoặc click vào đường link trong phần mô tả và bình luận để mua ngay quay lại với phim thì Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết nhà Atreides phải ngay lập tức chuyển nhà đến điều hành hành tinh Arrakis tại vì người điều hành Arrakis hiện tại gia tộc hai con vừa làm vừa phá vơ vét của nên lòng dân bất an nhà Atreides thì phim to và sạch nên là phải đến để xử lý khủng hoảng truyền thông lời của hoàng đế là luật nên là công tước Leto phải buộc chấp nhận dù Po nhìn bố trông không được vui lắm sau khi nhận chiếu chỉ xong xuôi thì Paul về nhà Vừa đúng lúc Aquaman Người vừa là vệ sĩ vừa như người anh Mà thằng con một như Paul muốn cũng không có được Đi công tác về nhận lệnh Paul gặp lại Duncan thì vui lắm Nhưng mà cũng kèm theo sợ hãi Tại vì trong những giấc mơ về sư cát của Paul Thì ngoài người yêu của người nhận ra Thì còn cảnh can chết can nhìn thằng em bảo là mơ thế thì đánh con 63 Chứ mạng anh mày lớn chết thì quái là được Giờ thì anh sẽ đến cái hành tinh đấy tiền chạm trước Paul đón anh xong thì được bố gọi ra thăm mộ ông nội Người dù là quý tộc cơ mà lại là dân đấu bò Và chết trong một trận đấu bò tót ngỏ ý muốn đi cùng đang cần đến tiền trạm trước nhưng mà bố bảo là cả nhà mình từ từ tôi sẽ đến đấy sau công tức lê tô dự là chuyến này đi thì sẽ lành ít dữ nhiều nên là ông cần có con trai ở bên cạnh tại vì paul là tương lai của cả gia tộc atreides nhà atreides thì nổi tiếng là những người lãnh đạo uy tín nhất vũ trụ khiến hoàng đế cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa chuyến này đi thì rõ là bẫy nhiều mà lời thì ít không khác nào cho hakonen cơ hội thịt nhà atreides luôn và muốn sống sót ở arakis thì hai bố con paul phải biết cách phát huy sức mạnh của gia tộc sức mạnh của tình bạn và quan trọng nhất là kết thân với người Fremen. Leto muốn con trai cùng ông học những gì mà ông học cũng như là những gì mà ông làm vì không sớm thì muộn đây cũng sẽ là trách nhiệm của Po và để sống sót ở Arrakis như bố bảo thì Po không chỉ phải biết giảng hòa hay thuyết phục mà còn phải biết đánh nhau và nhà Po thì đủ giàu để cậu có thầy giáo dạy riêng một cách tử tế chứ không phải bị nhặt áo khoác lên đặt áo khoác xuống thầy dạy của Po là Thanos Po hôm nay thì bị quá tải thông tin nên là đường giao không chuẩn lắm sao thế cậu chủ hôm nay cháu không vào mút lắm ta dạy cậu chơi dao mút với không mút thì chỉ là thứ để đấu kiếm với con gái thôi đánh nhau thì thằng định đánh mình thì mình đánh nó mút mút cái gì Po thấy thầy nhắc lại sự kiện trong copy my Your name thì cáu lắm quay ta đánh nghiêm túc xong rồi ăn được ông thầy luôn thôi đầu tập hôm nay thế là đủ rồi cơ mà thầy vẫn giảng thêm cho Paul một bài về việc gia tộc hakonen là những kẻ xúc vật như nào và cậu thì phải sẵn sàng với những cạm bẫy mà chúng đã răng ra ở hành tinh cát cùng lúc đó thì ở nhà của gia tộc hakonen thằng cháu của nam tức hakonen vừa mới đi chơi về hỏi chú là tại sao để cái máy pham tiền ở arakis rơi vào tay kẻ thù không đợi trời chung dễ thế nam tức bảo là chú tính cả rồi máy cứ lo tao đã điều sẵn với hoàng đế cứ chờ đấy trở lại với nhà a thì các nữ tu cùng hội chị em với mẹ Po hội Bene Gesserit đến để kiểm tra xem Po lớn thế nào rồi. Trước khi Po gặp các nữ tu, mẹ cậu bảo bác sĩ Yue đến để kiểm tra tim mạch. Sau khi sờ đầu Po 15 giây thì bác sĩ Yue bảo là tim cậu vẫn đang tốt. Po bị mẹ dẫn vào phòng với một bà già được gọi là mẹ trí tôn. Bà sử dụng khả năng thao túng tâm lý để bắt Po quỳ xuống rồi nhét tay vào cái hộp nhìn không biết là bên trong có cái gì. Cơ mà ngay khi vừa thò tay vào hộp thì mẹ bề trên giơ ngay một cái kim độc cạnh cổ Po bảo là cậu mà dám rút tay ra khỏi hộp thì sẽ được ra ngoài đồng nằm cạnh ông nội. Tại vì cái cái kim này đâm phát chết luôn thế thì trong hộp có cái gì trong hộp là giả lập mọi loại đau đớn trên đời chạy bằng chip intel 14900hx đây là cái bài kiểm tra về khả năng tự chủ của po vì mẹ jessica của cậu đã lỡ dạy po quá nhiều kỹ năng mà chỉ các nữ tu bene Gesserit mới có nên là giờ mà cậu thiếu tự chủ và cảm tính là nguy hiểm cả vũ trụ và vì là nhân vật chính nên là po vượt qua bài kiểm tra dù mẹ trí tôn vẫn hết sức nghi ngờ về khả năng làm đấng cứu thế vũ trụ của po mong là những gì mà jessica dự liệu là đúng po có thể trở thành đấng cứu thế thật sau đấy thì gia tộc atreides rời Kaladang đến Arakis tiếp quản cơ sở vật chất. Khi hai mẹ con Po vừa xuống tàu, người dân tiếp đón tỏ rõ sự vui mừng, cho rằng hai mẹ con là dấu hiệu của sự cứu tinh. bo thấy khó hiểu thì Jessica giải thích cho con trai rằng hội nữ tu của bà đã gieo mầm một lời tiên tri về đấng cứu thế xuống hành tinh này từ trước, chuẩn bị cho kế hoạch kia. Cả đoàn người của gia tộc Atreides, cả quân cả tướng lên tàu đến thủ phủ Arakis, thành phố Arakin. Leto và Gurney xem xét tình hình thì thấy rằng cái pháo đài này có quá nhiều khe hở, chưa kể là mặt trăng trên kia làm cản trở tín hiệu liên hành tinh của Atreides nên là giờ mà bị úp thì là như úp mì luôn hết cứu trong lúc hai ông đàn ông đang đánh giá địa hình thì mẹ Po bắt đầu đi thuê tùy nữ bà thuê một phụ nữ fremen bản địa và được bà này tặng cho một con dao siêu xịn tại vì hai mẹ con Jessica và Po khớp với mô tả trong thời sấm truyền về đấng cứu thế trong lúc người lớn đang đi làm việc thì Po được giao một nhiệm vụ rất quan trọng là đi chơi xung quanh cậu gặp một người đàn ông đang tưới cây cảnh thứ mà nguồn nước bằng năm người lớn ở cái hành tinh này Po thắc mắc là xa xỉ thế thì sao không chặt cây đi để lấy nước cứu người thì ông kia bảo là mấy cây này thiêng lắm nó tượng cho một giấc mơ xưa cũ của cả hành tinh bo nghe xong thì về phòng chơi đồ nhầm Po nghe xong thì về phòng xem tiếp thông tin về Arrakis và người Fremen trên máy chiếu thì phát hiện ra một con robot sát thủ giống như con muỗi đang chuẩn bị bay ra đốt bất cứ ai nó thấy. Po đứng yên, nín thở đánh lạc hướng con muỗi nhưng mà đột nhiên cửa phòng mở ra, chuyển động làm con muỗi chú ý tấn công mục tiêu đang di chuyển. Po nhanh tay bắt lấy con muỗi cứu mạng người tùy nữ đang định gọi cậu ăn cơm. Con muỗi ở đây thì người điều khiển chắc chắn cũng đang ở gần đấy. Công tước Leto cùng tùy tùng đi tìm thì thấy có thằng sát thủ nằm trong tường mấy tuần rồi chỉ để chờ cơ hội thả con muỗi máy ra giết người. Ông cáo lắm, sai người đi lùng xem còn thằng sát thủ nào để cho thằng đấy đi luôn trong khi nhà Atreidi đang trả đâu vào đâu thì mẹ trí tôn của hội nữ tu theo lệnh của hàng đế vũ trụ đã đến tận nhà của nam tước hai con Nen để họp hành các thứ nội dung cuộc họp là kế hoạch đánh úp nhà Atreidi nhưng mà mẹ trí tôn ra thêm điều kiện với nam tước hai con Nên là thả cho Paul và Jessica đi tại vì đó là người của hội thằng đệ của lão nam tước thì tỏ ra khó hiểu để vì dù phải hứa thế nhưng mà lão nam tước vẫn đắc chí lắm thì lão bảo là ừ thì không giết nhưng mà nhưng mà tao sẽ thả hai mẹ con nó ra sa mạc thì kiểu gì trả teo sau đấy thì lão này bay lên một cách đầy đen đe dọa Trở lại Arrakis thì cả gia tộc Atreides giờ đang phải ngồi vào bàn họp để xem xét tình hình Trước khi đám hai con đen rời đi, chúng đã phá cho bằng hết trang thiết bị Bồn chứa hương dược thì mất hết, các thứ khác thì nhìn mãi cũng chỉ toàn thấy vấn đề Được cái là đúng lúc đấy thì Aquaman đã về Sau hành trình nằm vùng mấy tuần của anh, Duncan đã kết thân được với những người Fremen Thậm chí mang được cả ông trưởng tộc về thương thuyết Trưởng tộc Lastioga xuất hiện thì chẳng nói chẳng rằng nhổ luôn một bãi nước bọt lên bàn của Leto cả lũ định lao vào đánh nhau một trận thì Duncan giải thích là ở sa mạc nước là thứ vô cùng quan trọng nên là nhổ ra như thế là hy sinh chất lỏng của chính bản thân mình thể hiện đỉnh cao của sự tôn trọng thế là leto đáp lễ rồi thuyết phục thương thuyết với stilga đầu tiên thì ông trưởng tộc không tin tại vì ông nghĩ là nhà atreides thì cũng như nhà ha con thôi ông chỉ mong rằng nhà atreides sẽ tôn trọng người fremen để sa mạc cho người fremen còn thích làm gì cũng được leto hứa là sẽ không săn đuổi người fremen nhưng mà không hứa được vụ là không xâm phạm danh giới tại vì rõ ràng là hương dược ở chỗ mấy ông tướng này hết nói xong thì stilga quay đít đi thẳng để cả đoàn nhà atreides ở lại đứng nhìn đăng cân giải thích cho anh em về văn hóa cũng như như là quy tắc của người Fremen và rõ ràng trong giọng nói của anh thì có một sự tôn trọng sâu sắc. Ngày hôm sau thì gia tộc Atreides mời một nhà khoa học người Fremen cũng là thanh tra giám sát việc bàn giao cơ sở vật chất cùng mọi người đi thị sát tình hình. Bà này giải thích là để sống được ở sa mạc thì người Fremen đã thiết kế ra bộ đồ bó đặc biệt này vừa làm mát vừa tái chế chất lỏng và mồ hôi từ các thứ khác. Sau đấy thì họ lên máy bay chuồn chuồn đi thị sát đến gần một chiếc máy lọc đồng hoạt động, cái máy hút cát vào lọc lấy hương dược được sâu cát khổng lồ thải ra. Nhưng mà vận động của chiếc máy lúc nào cũng thu hút sâu cát đến phá và họ không thể dùng máy phát trường lực bảo vệ vì thần số của chiếc máy còn khiến lũ sâu điên hơn. Tiến sĩ Kines vừa giải thích thì có một con sâu cát lù lù xuất hiện, một khinh khí cầu được cử đến bốc cái máy đi nhưng mà giữa chừng một cụm dây cát bị đứt làm khinh khí cầu không thể nhấc cái máy lên được. Leto Lê đáp máy bay xuống, sai người đi sơ tán nhưng mà công nhân vẫn còn ở trên máy lọc. Bo thì cũng ti toe xuống giúp đỡ, xong rồi hít quá nhiều hương dược trong không khí nên là phê đến tận nóc, ngồi bệt xuống cạnh cái máy lọc. May là có thầy đến cứu không thì cũng đi theo luôn. Con sâu cát nuốt chửng cỗ máy. Tiến sĩ Kines đọc kinh cầu nguyện trong sự kinh ngạc của mọi người về kích cỡ cũng như là độ đáng sợ của nó Về đến nhà thì Deto Checkpo đã hành sự quá khinh suất Rồi lập tức quay qua tiến sĩ Kines Nhờ bà làm chứng cho ông trước hoàng đế là nhà Harkonnen đã phá hoại mọi thứ Cơ mà bà Thanh Tra đã nhận lệnh từ chính hoàng đế là không được nói gì cả Và mọi thứ đều chống lại gia tộc Atreides Po được thả về với mẹ, được bác sĩ Joel thăm khám Ông nói rằng là cậu rất nhạy cảm với hương dược Lúc này Po nhớ lại cơn phê ở sa mạc Nói rằng cậu đã nhìn thấy trước tương lai Thấy cô gái mắt xanh sẽ là ghệ mới của mình thấy cái chết, thấy mình sắp bị bố mẹ cho già rìa vì Jessica đang mang bầu và bất ngờ chưa Jessica đang mang bầu thật to sắp có em Jessica đi gặp Leto định chia sẻ về công tước điều gì đó về con trai nhưng mà Leto không muốn nghe ông thấy là từ lúc Jessica dẫn con trai đi gặp mẹ trí tôn thằng bé có gì lạ lắm điều này là mong sợ cộng với tất cả những gì sắp đến thì ông hỏi Jessica rằng liệu khi có chuyện không lành xảy ra bà có sẵn sàng là một người mẹ bảo vệ Paul dù trái lại tôn chỉ của hội nữ tu không hai người sau đấy làm hòa với nhau dù lê đã biết điều không lành đã ở ngay trước mắt đêm đó gia tộc arthurides bị đột kích có kẻ đã hạ hết lính gác thậm chí là bắn tên độc gây tê liệt công tức arthurides đó chính là juel bác sĩ juel làm thế vì vợ đang bị nhà hakonen bắt công tức lê tô bị gây tê thì quân hakonen đột kích thả bom xuống pháo đài khí tài quân sự của arthurides bay màu hết quân lính dưới đất thì bị bánh mì kẹp thịt và cả quân đàn sao của hoàng đế cử đến tiếp viện thì cũng chỉ để ép chết nhà arthurides bác sĩ juel đang cố giải thích tình hình với lê rồi cho lê một chiếc răng giả có chứa khí độc chết người để giúp chủ nhân phản kháng lại phát cuối quân của nam tước tàn sát người nhà a nhưng lại bắt jessica và paul vứt ra sa mạc còn cẩn thận bịt miệng jessica nhưng mà để để Paul mở mồm sử dụng the voice bắt một tên lính mở biệt miệng cho mẹ và thế là Jessica cũng dùng the voice cho hai thằng lính còn lại đi bán muối họ thoát được ra thì biết rằng cái máy bay đã bị mấy thằng lính kia phá hỏng nhưng mà may là bác sĩ Joel đã sắp xếp một bộ kit sinh tồn sa mạc cho hai mẹ con nên là họ trốn xuống nền cát để chờ tình hình lắng xuống ở pháo đài Arakin thì lão nam tước Hakonen đã tới muốn tự mình kết liễu công tước Leto bác sĩ Joel thì được đáp ứng lời hứa được đoàn tụ với vợ một nhát dao. Nam tước bay gần đến Leto và dù đã cẩn thận để người lột hết đồ của Leto khám vũ khí thì lão này vẫn bật trường lực để bảo vệ cho chắc cú. Dí sát mặt khiêu khích Leto, vừa đúng lúc công tước cắn vỡ chiếc răng chứa khí độc, hà hơi đưa tất cả mọi người trong phòng về chín suối. Ở một diễn biến khác thì đang cần thoát ra khỏi Arakin, tìm thấy bác sĩ Kines cùng bà đi tìm hai mẹ con Jessica và Paul. Paul với mẹ thì đang ở ngoài sa mạc và cứ hít một hơi là được cả một phổi toán hương dược. Viễn cảnh tương lai mà Paul nhìn thấy ngày một rõ, Paul sẽ trở thành bá chủ loài người, dẫn đầu một cuộc thành chiến khắp quái vũ trụ cuộc chiến đẫm máu và kinh khủng nhất trong lịch sử loài người Paul có sợ không sợ chứ tự dưng bao nhiêu thứ đổ vào đầu như thế nhất là khi còn chưa 18 tuổi chả rẽn thụt cả người vào Paul trách mẹ và cái nhân cách nữ tu Bene Gesserit của bà rất nhiều chính họ đã đổ những gánh nặng này lên vai cậu jessica không biết nói gì chỉ biết ôm con trai mà khóc khi mà cả hai bình tĩnh lại thì Paul đeo trên tay chiếc nhẫn của nhà arjadis rồi cùng mẹ rời khỏi căn lều cát đúng lúc đăng và kines vô tình bay qua đăng báo tin cái chết của leto cho hai mẹ con và giờ thì theo luật tra truyền con nối Paul sẽ trở thành công tước Atreides và bảo vệ cả hành tinh theo di nguyện của bố. Duncan và Kines đưa hai mẹ con đến phòng thí nghiệm của bà tiến sĩ, nơi mà bà đang nghiên cứu cách để phủ xanh lại Arakis. Paul chia sẻ với mọi người ý định lật tẩy âm mưu của hàng đế Corino và nhà Harkonnen tạo ra nội chiến trong đế chế loài người khiến hoàng đế phải xuống nước để đền bù cho nhà Atreides tạo điều kiện cho Paul gây sức ép để lấy công chúa từ đó thì đường đường chính chính lấy luôn ngai vàng khi mà hoàng đế ngỏm tại vì hoàng đế không có con trai tiến sĩ Guinness bảo kế hoạch của Paul là hoang đường cơ mà Paul thể hiện luôn rằng mình là người được chọn chỉ cần bà làm chứng cho Paul và khi kế hoạch thành công thì cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ của người được chọn đưa dân Fremen đến cõi thiên đường như lời sấm truyền đang mải bán kế hoạch thì quân đoàn Sadaka đã truy sát đến nơi xử hết lính canh của Guinness đang cân ở lại chặn đường cho hai mẹ con bỏ trốn cùng tiến và dù anh này có giỏi đến đâu xử lý được cả chục thằng Sadaoka thì vẫn bị áp đảo đang cần hy sinh cho Paul và mẹ bỏ chạy hai mẹ con theo chỉ dẫn của tiến sĩ Kines lên máy bay bỏ trốn còn bà tiến sĩ thì đánh lạc hướng lũ sát thủ bằng đường khác dùng máy tạo nhịp điệu trên đất gọi sâu cát đến nhưng mà chưa kịp biết bà định làm gì thì lũ Sadaoka đã xiên cho một phát chưa kịp kết liễu bà tiến sĩ thì con sâu cát đã đến nuốt chửng cả lũ hai mẹ con Paul bay vào cơn bão cát và bão cát ở hành tinh này thì đủ để xé qua cả kim loại trong khi bay thì Paul tiếp tục nhìn thấy viễn cảnh tương lai một người Freeman trở thành bạn cậu dạy cậu triết lý của sa mạc. Dặm nói trong đầu Paul bảo cậu tắt máy để chiếc máy bay đi theo cơn bão cát. Ở Arakin thì nhờ trường lực bảo vệ nam tức hai con vẫn còn thở được. Giờ thì đang tắm trong thứ nước đen xì và bảo thằng cháu trai đầu chọc bắt đầu khai thác hương dược trở lại. Đồng thời lên chiến dịch làm cỏ hết người Freeman bù lại vốn cho đợt tấn công nhà Atreides vừa rồi. Cơn bão đẩy máy bay của hai mẹ con lên cao và giờ thì là cơ hội để cả hai bay đi. Họ rơi xuống giữa sa mạc. Paul và mẹ giúp nhau mặc bộ đồ sinh tồn của người Freeman rồi bước đi theo cách người Freeman di chuyển để tránh thu hút sâu cát đến gần cơ mà đen thế nào mà hai mẹ con đi vào đúng cái chỗ cát mà chỉ cần bước nhẹ là kêu thùm thụp như trống là một con sâu cát gần đó lao đến gần cả hai bỏ chạy được đến rìa đá thì con sâu cát thì chỉ bơi được trong cát thôi nên thò mặt dậy nhìn po thở 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 chứ may mà hương dược có mùi quế chứ không thì po đã chết vì mùi khi ở gần sát cái mồm to như này một chiếc máy đập ở đâu đó đã thu hút sự chú ý của con jun khiến nó bỏ đi chớ trêu thay thì họ lại gặp đúng đoàn người của ông tộc trưởng stilga người gặp bố po dạo trước jami đòi xử tử hai mẹ con để bắt nước ra uống nhưng mà Silga từ chối tại vì ông tin rằng Paul là dấu hiệu của đấng cứu thế nên là có thể đưa cậu bé đi. Còn Jessica thì già quá lên thôi. Jessica thấy ông Silga này có ý khinh mình giật dao rồi khóa chết ông già luôn, khiến Silga nhận ra bà là một nữ tù cộng mười điểm tôn trọng. Ông giao hẹn với mọi người sẽ đưa cả hai đến nơi mà người Fremen tụ họp và cùng định đoạt số phận họ. Silga giao hai mẹ con cho một cô gái trong đoàn tên là Chani thì đây chính là người yêu của Tom Holland. Nhưng mà ông Jamie kia không chịu và thách đấu Paul và Jessica. Paul thì đồng ý dù nhìn thấy vẫn cả mình sẽ phải chết kể từ đó thì Kiswat Haderach sẽ được sinh ra Paul được Chani cho mượn một con dao xịn làm từ răng của một con sâu cát thế là hai đối thủ la vào trận chiến đầu tiên thì Po bị lối đánh quyết liệt của Jamis làm cho bất ngờ nhưng mà hay cậu là nhân vật chính mà lấy lại được thế thượng phong lật kèo bắt Jamis đầu hàng nhưng mà theo luật của người Fremen thì những trận đấu như này chỉ kết thúc khi một trong hai đấu thủ đã chết Po liên tục dồn Jamis vào góc tủ nhưng mà không bao giờ dứt điểm khiến Stilgar ngạc nhiên Jessica giải thích là Po chưa từng lấy mạng một người bao giờ Po biết là trận đấu này không thể kéo dài mãi nên là dù không muốn thì vẫn phải một đòn dứt điểm Jamis. Jamis ngã xuống, chút hơi thở cuối cùng. Paul nắm chặt bàn tay của người chiến binh như một cử chỉ tôn trọng cuối cùng trước khi Stilgar vuốt mắt cho thằng cha này. Paul chiến thắng, bảo toàn danh dự cho hai mẹ con. Nhưng mà mạng đổi mạng, Paul đoạt mạng một người Fremen nên giờ thì cậu phải thế chỗ anh ta trở thành một người Fremen. Jessica thì phản đối nhưng mà Paul nhớ lại lời bố. Ông đến đây vì muốn liên minh với người Fremen, muốn cùng họ khiến gia tộc Atreides trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ thì gia tộc chỉ còn trông cậy được vào Paul nên là cậu sẽ làm nốt việc mà để lại. Paul gia nhập đoàn người của Stilgar cùng họ tiến vào lãnh thổ Fremen và đó là kết thúc của Dune phần 1. Tôi là vui vẻ, phần 2 sẽ sớm được lên sóng thôi. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.